ngồi con biển này ngon kiểu ấy ấy gì kìa đấy đang chấp hành cái gì vâng, nhưng mà con đuôi về về bắt đầu mình về nó nổ bay xuống đánh nhau đưa lại lên rồi. Đấy, nền nào đấy. Thế bây giờ em cụt đuôi mà nhảy vào thì làm gì đéo ra. Đi quá đen rồi. Không, cụt đuôi được xuống dưới rồi. Cụt đuôi lại phi xuống. Một cánh lãng cả lên. Cánh nó rung liên tục anh ạ. Đấy à. Nó đuổi con đéo ra. Nó đuổi con cụt đuôi đi thế nào.